Xin chào thể anh em nhé. Video ngày hôm nay thì shop xin giới thiệu đến toàn thể anh em các cái mẫu gioăng sim sửa chữa các loại van điều áp ở trên thị trường nhé. Van Dream, Van Superwell, Van Cricket, hộp sim đa năng giá chỉ từ 170.000 bao ship thôi. Chi tiết giá cả sản phẩm và cái cách sử dụng như nào thì anh em mình cứ theo dõi một vài phút nữa sau đây để nắm bắt được nhé. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì em xin nói sơ qua về hình thức mua hàng để anh em được biết và tham khảo. Shop em thì luôn luôn là ship COD đồng kiểm toàn quốc. Anh em nhận hàng các bóc ra kiểm tra, hàng đúng như quảng cáo anh em mình mới phải thanh toán và trả tiền nhé. Không đúng thì anh em cứ cho quay đầu hàng, không mất bất kỳ một chi phí gì. Shop thì luôn luôn là ship code, ship nhanh nên anh em mình cứ yên tâm về cái thời gian nhận hàng nhé. Ngay sau đây thì em sẽ xin đi vào giới thiệu chi tiết các mẫu gioăng sim sửa chữa cho các dòng van của anh em ở trên thị trường. Rồi, ok, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu tới anh em cái hộp sim để sửa chữa cho van là van Cricket nhé. Đấy, rất là nhiều anh em sử dụng cái mẫu van Cricket này thì trong quá trình sử dụng van của anh em thì van của anh em nó có thể gặp các cái vấn đề như là bây giờ nó có thể bị thông hơi, tràn áp, đấy, van nó không còn hoạt động được trơn tru nữa, thì anh em mình có thể mua cho em chiếc hộp gioăng sim này với đầy đủ các cái phụ kiện để sửa chữa cho chiếc van Cricket của anh em. Đấy, hộp gioăng sim này nó rất là tiện ở một cái đó là nó có đầy đủ các vị trí gioăng sim. Đấy, về anh em mình chỉ cần lắp vào là vừa anh em nhé. Pom nhựa đầy đủ này. Đấy, em sẽ mở ra để cho anh em mình quan sát chi tiết một bộ gioăng sim như này. Đây, anh em nhận hàng một bộ gioăng sim sẽ gồm có các cái gioăng sim ở tất cả các vị trí để sửa chữa cho van Cricket nhé. Đây, sim dày là sim này là sim xanh, sim chịu nhiệt anh em nhé, chịu được nhiệt. Đấy, sim này là sim loại tốt đấy, loại đắt ạ. Đây, các cái sim để cho anh em mình lắp van nạp, van nạp hơi vào. Đây, van nạp anh em mình sử dụng van nạp chân 8 để anh em mình có thể thay thế những cái gioăng sim này này. Đấy, van vô lớp ổ lớp vô hơi này. Đấy, tất cả các loại gioăng sim để cho anh em mình có thể thay thế sửa chữa cho chiếc van Cricket của anh em. Kèm theo đó là một lọ mỡ để anh em mình bôi trơn van nhá, anh em bôi trơn van là chiếc van của anh em hoạt động như mới. Ngoài ra còn có lò xo ti xả này, pom nhựa lót, hai chiếc pom nhựa để lót chân đồng hồ này, hai chiếc pom nhựa để cho anh em mình đóng vào ti xả. Đấy, hai chiếc nhựa pếch để anh em mình đóng vào trụ lò xo đĩa nha anh em nhé. Tất cả các gioăng sim này đó là cái kích thước bản chuẩn luôn, bản chuẩn đầy đủ cho anh em để anh em có thể về lắp, không phải bỏ một cái sim nào đi, tất cả các con sim mà đều sử dụng nhé. Đây, bên ngoài này nó có một cái hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em này, cách lắp và thay thế từng vị trí số 1, 2, 3, 4 này, số 10, số 11 đấy. Về anh em mình chỉ cần thay vào là vừa là dùng được nhá. 4, 5 chi tiết cho anh em nhé. Hàng này là hàng của Jong Su này. Đấy, hộp sim tiếp theo em sẽ giới thiệu đến anh em đó là hộp sim để sửa chữa cho van Superwell. Superwell trắng anh em nhé. Superwell này thì van thẳng này, van lệch, van thẳng, van Z của anh em thì đều dùng được, dùng chung anh em nhé. Superwell đây cũng đầy đủ các cái gioăng sim ở tất cả các vị trí cho anh em. Nhận hàng anh em cứ bóc ra kiểm tra, đúng hàng đúng quảng cáo anh em mình mới phải trả tiền cho em nhé. Có lò xo ti xả này, sim van nạp chân 8, van 8 ốc ở bên ngoài cũng được. Đấy, van 10 cũng được này. Cái này dùng cho cả van 10 này, van 8 lò xo này, hai chiếc nhựa pếch để cho anh em đóng vào trụ lò xo đĩa này, nhựa pếch để anh em đóng vào ti xả này, lót đồng hồ này, các gioăng sim này. Đấy, gioăng sim này là gioăng sim xanh này, chịu nhiệt rất là tốt, độ đàn hồi rất tốt nha anh em nhé. Hàng này là hàng cao cấp này. Mỡ để cho anh em mình bôi trơn mượt van. Đấy, một hộp gioăng sim xịn sò như này, rất là xịn, gửi tới anh em. Ngoài ra những anh em nào mình chơi dòng FX thì em xin giới thiệu tới anh em mẫu cái sim Superwell. Superwell này của nó là Superwell lệch nhá. Đây, anh em nhìn có thể quan sát này, van này của nó sử dụng ở van lệch thì thường anh em chơi FX thì sẽ sử dụng cái hộp sim này để thay thế và sửa chữa. Cái hộp gioăng sim này của nó bên trong cũng đầy đủ các chi tiết như hai cái mẫu sim kia. Sim của nó cũng là sim xanh và sim chịu nhiệt nha anh em nhé. Đây, anh em có thể quan sát qua màn hình đây. Gioăng sim này về là anh em lắp là vừa luôn vào trong van này, lò xo này. Tất cả các bản này là bản chuẩn luôn, em nhập chính hãng từ nhà sản xuất để về phục vụ cho anh em đam mê. Đây, pom nhựa đây anh em nhé. Đấy, pom nhựa này đầy đủ tất cả các vị trí luôn. Đấy, ngoài ra thì em sẽ giới thiệu anh em nào mà chơi FX thì mình còn có thể sử dụng thêm cái Van Dream này nữa. Đây là hộp gioăng sim để sửa chữa cho Van Dream nhá anh em nhé. Rồi ok, ở đây ở bên ngoài cái vỏ của nó cũng đã có hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em rồi. Đây, hướng dẫn rất chi tiết cho anh em từng vị trí van nạp này, cái sim ở bên ngoài này, sim ở phía trên này, sim ở bên trong của van này, mỡ này, đây đầy đủ này, mỡ, được chưa ạ? Đây sim, vị trí này, lò xo này, pom nhựa đầy đủ anh em nhé, lót chân đồng hồ này, các gioăng sim xanh chịu nhiệt cho anh em này, để anh em thay từng vị trí một này, nhựa pếch để anh em đánh trụ lò xo đĩa gioăng sim mà các vị trí này nó đã chỉ rất rõ ràng. Là cái vị trí màu đỏ ở đây anh em mình chỉ cần thay vào là chiếc van của anh em có thể khắc phục được tất cả các hiện tượng này. Rách sim thì nó sẽ bị hở này, không thông hơi này, hay là tràn hơi ra ngoài, hoặc là sim van nạp hơi vào mà nó bị kém nạp hơi, nó bị rách sim, nó sẽ không nạp hơi được vào. Thì anh em mình mua cho em cái hộp sim này đầy đủ chi tiết 45 món này về để anh em thay thế và sửa chữa để chiếc van của anh em hoạt động như mới nhá. Một hộp sim xanh cao cấp này có giá là 250.000, đã bao ship tận nơi, tận tay cho anh em rồi. Nhận hàng anh em thanh toán 250.000 đối với mỗi những mẫu sim mà em vừa giới thiệu là sim xanh, sim chịu nhiệt cao cấp. Ngoài ra cái mẫu 170.000 em muốn giới thiệu tới anh em đam mê. Đấy, đó là mẫu hộp sim đa năng. Cái hộp sim đa năng này thì nó có 250 chiếc với đầy đủ các thông số và kích cỡ nhá. Sợi là sợi 1.5 này, có đường kính là 4, 6, 8, 9, 10. Đấy, đầy đủ các cái đường kính để cho anh em mình thay thế và sửa chữa đa di năng luôn. Đấy, 250 chiếc rất nhiều. Sim này của nó là sim đen anh em nhé, sim van nạp 8 anh em dùng được này. Sim để anh em mình lắp cho sim âm trong cành và sim âm ngoài cành của FX đều ok nhé. Ngoài ra còn có các gioăng sim khác. Đấy, kích cỡ thì đã rất hiển thị rất rõ ràng ở phía bên ngoài. Thì anh em mình có thể tham khảo, vừa sim nào thì anh em mình sử dụng sim đấy cho em nhé. Hộp này có giá là 170.000, bao ship tận nơi tận tay cho anh em rồi. Đấy, có 170.000 thôi. Đấy, anh em mình lấy mẫu sim xanh hay sim đen thì anh em mình nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại trực tiếp vào shop theo hai đầu số điện thoại được hiển thị trên màn hình để đặt hàng và mua hàng nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.